Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua ngày 2 tháng 11, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2016, Việt Nam International Fashion Week đã chính thức khai màn tại Hà Nội. Trong lần đầu tiên tiến quân ra thủ đô Hà Nội, thảm đỏ của sự kiện thời trang danh giá này đã quy tụ rất nhiều gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Xuất hiện tại thảm đỏ Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2016, ca sĩ Tóc Tiên lựa chọn cho mình một chiếc váy màu cam sexy với mái tóc cầu kỳ tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Angela Phương Trinh cũng không kém cạnh khi xuất hiện trên thảm đỏ với bộ trang phục độc đáo màu xám với layout make-up ấn tượng. Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú cũng đọ dáng trên thảm đỏ cùng với trang phục nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Một hoa hậu thì vấn đề thời trang cũng là một vấn đề mà em rất là quan tâm, bởi vì nó cũng là một cái có thể định hình phong cách của mình và nó là một thứ rất là quan trọng. Trước đây thì mọi người luôn thấy là em luôn chọn phong cách là an toàn, nhẹ nhàng và nữ tính. Tuy nhiên thì em nghĩ là khi mà đến với cả một cái chương trình, một cái lễ hội thời trang lớn như thế này thì em cũng muốn bản thân mình có thể phá cách một chút và thay đổi phong cách của mình một chút cho hình ảnh của mình là đỡ bị nhàm chán, và hy vọng là hình ảnh này sẽ đem đến một cái sự thú vị và một cái sự đột phá gì đấy cho mọi người. Tiên thì rất là thích đam mê thời trang, và trong cái khoảng thời gian sinh sống ở Mỹ thì Tiên gọi là đón nhận những cái xu hướng mới rất là nhanh. Mình có cái cơ hội mình cập nhật những xu hướng mới, và mình là người, quan trọng nhất là mình là người không ngại những cái thử thách, không ngại thay đổi bản thân, không ngại phá bỏ hết tất cả những cái bứt phá, những cái giới hạn bản thân để mà đem đến những cái hình ảnh mới mẻ cho mình. Cho nên là Tiên nghĩ đó là cái điểm mấu chốt trong cái phong cách của Tóc Tiên. Bên cạnh những quý cô sang trọng ấy, thảm đỏ còn thu hút sự góp mặt của các quý ông với phong cách lịch lãm như nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, nhà thiết kế Trung Thanh Phong, diễn viên Trần Bảo Sơn. Các quý ông lựa chọn cho mình những phong cách lịch lãm nhưng không kém phần sang trọng. Đã lâu lắm rồi Công Trí mới trở lại thủ đô Hà Nội để trình diễn thời trang, và lần này sau bao nhiêu năm trở lại mình cảm thấy rất là thích thú vì khí trời rất là mát mẻ, và những nơi mình đến và những người mình tiếp xúc mình cảm thấy rất là vui, có một cái gì đó làm cho mình chút xíu gọi là xao xuyến. Và khi bộ sưu tập của Công Trí mang nó đến đây và với khí trời như vậy thì mình cảm thấy rất là hài lòng, vì đúng như cái tinh thần mình mong muốn, một mùa thu rất là nhẹ nhẹ, một mùa thu đông, và cái điều này sẽ làm cho các khán giả cảm nhận được bộ sưu tập của mình một cách gần gũi hơn nữa. Nguyễn Công Trí tiếp tục là nhà thiết kế mở màn cho Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2016 với ý tưởng bắt nguồn từ sự cảm nhận cảnh sắc quê hương đất nước và cá tính của mỗi con người. Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đã khiến người xem không thể rời mắt khi thưởng thức sự tinh xảo trong từng bộ trang phục. Dù là chất liệu nào, vải hay ngọc trai, thì dưới bàn tay và sự sáng tạo tài ba của anh, những thiết kế cũng trở nên lung linh và đẹp lộng lẫy. Trong đêm khai mạc, khán giả được mãn nhãn thưởng thức phần mở màn vô cùng tự tin và chuyên nghiệp của quán quân cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2016 Ngọc Châu và siêu mẫu Thanh Hằng, người đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Sau đêm khai màn này, công chúng yêu thời trang thủ đô sẽ tiếp tục được thưởng thức những bộ sưu tập tiếp theo của các nhà thiết kế trong nước và quốc tế.